Rồi, Trường mến chào toàn thể quý vị, anh em đang quan tâm và theo dõi kênh nhé. Thì hôm nay là giao lưu lô siêu bông Gia Lai cuối nha anh em. Khoảng tầm 10 ngày sau thì mới có giống lại nha. Bởi vì ghép nó vẫn chưa lên anh em. Lô này là lô cuối thì anh em xem được cây nào thì ủng hộ giúp nha. Rồi anh em nào mua không kịp thì yên tâm là khoảng tuần đến 10 ngày sau mình sẽ quay lên đăng tiếp nha anh em. Thì cây này là mã số 35. Hoành thân thì đây anh em. Thân thì anh em có thể soi bút đây, nó khoảng tầm 12 cm, tầm đó thôi, mình áng thôi, không độ chuẩn không chính xác nha anh em. Cây này thì có ghép là ba bo đây nha, ba bo. Thì cây này là thuộc dạng hàng quái nha anh em. Anh em mà chơi hồi đầu thì cũng khá đẹp cây này. Đây, lắc lượn hồi đầu thì khá đẹp nha. Cây đây là cây giáng long Bình Định cho nên là có đế ở dưới nha anh em. Yên tâm là nó có đế nha. Rồi, mã số 35. Mình giao lưu là 350k nha. Không bao ship nha. Toàn bộ đơn hàng cây thì mình đều không bao ship. Anh em nào ưng thì phụ mình 50.000 mình ship, tiền ship. Bởi vì tiền ship hết khoảng tầm 70-80 anh em. Chứ cũng nghĩ đâu. Rồi tiếp theo là cây số 36. Cây đây thì cũng là giáng long, có bộ đế hết nhé. Chậu đây là chậu C9 nha anh em. Cây này, cây 36 này là 350k. Cây đây thì cũng bộ đế thân, hình nó cũng lắc lượn anh em. Nói chung là lắc lượn. Cây này thì mình có ghép 3 bo. Thì thật ra một bo như này thì cắt được khoảng tầm 7-8 bo là chuyện bình thường anh em. Rồi, mã số 36 này là mình giao lưu 350k. Cây này nó có đế nha. Nó có đế, cây giáng long mình định toàn bộ có đế ra, mình trồng hơi sâu á. Rồi xuống đây. Tiếp theo là cây số 37 nha anh em. Cây số 37 đường cong cũng khác lắc lượn. Bộ đế cái này thì đẹp nha anh em. Anh em thấy bộ đế cái này đẹp, nó nổi lên này. Và đường cong khá nét ở điểm này này nha. Đường cong khá nét ở cái điểm này đó. Thì cây này là mình có ghép 3 bo. Một bo như thế này thì anh em tính này, nếu mà ghép mắt lá thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nguyên cành này là 15 nhé. Còn hai cành này không tính nha anh em. Thì nó tầm trên 20 bo nha. Rồi mã số 37 này mình giao lưu là 450k. Cây này thì có đường thân khá lắc lượng và bộ đế khá duyên dáng nhé. Anh em về sửa bonsai chơi luôn nhé. Rồi mã số 37 là 450. Anh em nào ưng cây nào thì chụp màn hình cây đó rồi gửi qua Zalo hoặc điện thoại trực tiếp đều được nha anh em. Rồi, tiếp theo là mã số 38. Cây này cũng giáng long của Bình Định nha anh em. Đó, mình để cái bút này, cây này hoành thì chắc cứ khoảng tầm 13, 14 thì đây anh em. Đế đấm thì nó đều đầy đủ này. Tứ diện này, đây mình cắt cái kiểu ngắn ngắn này anh em dễ sửa bonsai này. Đó, đây, bỏ cái bút sơ sơ này. Đế tứ diện này, cây này thì có ghép hai bo. Một cây như cái cây, bao nhiêu này? 38. Cây 38 đây, hoặc mã 38 đây thì cây này anh em cắt ít nhất là khoảng tầm là 32 bo nha anh em. Ít nhất là 32 đến 35 bo trên một cây như thế này. Đây, mã số 38 này. Thì một bo mình đang giao lưu là 25.000 anh em. Thì nếu mà nhân số lượng bo này lên thì phải tầm cây này phải tầm 700-800 rồi. Nếu mình cắt bo mình bán. Nhưng mà bán bo thì khổ cái là cứ ghép tới ghép lui. Anh em ghép chết thì nhiều khi điện tới điện lui nó cũng ngại cho mình nha. Thì mã số 38 này mình giao lưu là 550k, cây mã số 38 này nha anh em. Rồi xuống cây. Rồi tiếp theo là cây mã số 39. Cây này là cây mai quả miền Tây nha anh em. Phôi miền Tây. Nó cũng có cây ụ rễ này nha. Bỏ cái bút vào đây. Đây, có cái ụ đế này. Đó, anh em đẩy cái ụ đế rất là lớn nha. Thì nói chung thì cây này có ghép là 2 bo. Bo trên cao nhất của nó thì nó dài khoảng tầm là 35 cm anh em. 35 cm. Thì cây này mã số 39 này là mình giao lưu là 300k. Mã số 39. Nói chung là giá cũng khá hữu vị anh em. Mua phôi gần trăm rồi. Còn tiền công ghép rồi tiền công đóng thùng. Mình đóng thùng cho anh em biết rồi. Mình đóng thùng mình gửi tới cho anh em chỉ có lắc đầu thôi. 100% là ít, không có shop nào đóng ghê hơn shop mình đâu. Rồi tiếp theo là mã số 40. Mã số 40 đây thì cây này nó có một cái ụ đế. Cây này là phôi miền Tây nhé, nó có cái cục đế này. Hoành cây này chắc cứ 11, 12 gì đó anh em. Đó, thì anh em để ý là nó cũng có một cái cục đế đấy. Đây, cục đế bự quá nhá. Ngày xưa là người ta quấn rễ đó. À, cây này thì mình có ghép cũng 2 bo. Thì nói chung lượng bo trên cây này khoảng tầm cỡ mười mấy, 20 chiếc gì đó anh em. Thì mã số 40 này mình cũng giao lưu là 350k. À, tất cả đơn hàng đều không bao ship. Ví dụ anh em muốn ship thì phụ mình thêm 50, bởi tiền ship nó khoảng tầm 80k đấy nha. À, mã số 41, cây này là giáng long Bình Định.
Cây này thì cũng có đế đấm đàng hoàng mà mình không moi ra nha nha. Cũng có đế đấm nhé. Cây này thì có ghép là 2 bo. Đây, mà mỗi tay cành thì cũng được nhiều bo rồi. Dòng này thì nó phân chia bánh tẻ ghê lắm anh em. Đó. Thì mã số 41 này mình cũng giao lưu là 350k. Thì nó có cái đường cong lắc lượn, dễ phủ làm bonsai. Tết là bông thoải mái chơi rồi nha nha. Rồi, xuống cây. Cây 41, 350k. Rồi, tiếp theo là mã số 42 nha nha. Cây này cũng dáng long bình định. Cây này thì nó hơi nhỏ cây. Ở đây nha, cũng có đế đấm đầy đủ đấy, nhưng mà nó hơi nhỏ cây. À, một đường cong lắc lượn của nó thì cũng khá lắc lượn này. À, thì anh em vừa lấy giống rồi vừa về sửa bonsai mini để chơi. À, mã số 42 này là giao lưu là 250k anh em. À, đường cong cũng lắc lượn. Nói chung là năm nay phôi mình định thì mình mua lên nó cũng rát. Mà tiền đóng khung đóng chậu cũng ghê lắm anh em. Không đơn giản đâu. Rồi, mã số 43. Cây này là mình có ghép 3 bo nha. Bo dài nhất thì khoảng tầm 25 cm. Ghép 3 bo thì bo nó đã già rồi. Anh em về có thể là phang ra cắt ghép luôn. À, cái bộ đế này nó không phải hư chỗ này nha nha. Mà đây là nó già cây nó nổi xù lên anh nha. Nếu còn hư mình nó hư nhé. Cây nó già cây nổi xù. Đây là cây của Bình Định, Giáng Long. Mấy cái cây này họ trồng khoảng tầm 8 năm rồi anh em. Chứ không biết đâu. 7 năm đến 8 năm rồi. À, mình xả phôi mình ghép anh em. Bởi những cây này nó bị liệt chi á. Chỉ cần nếu không liệt chi thì mấy cây này mua cũng không nổi. Rồi mã số 43. Mình cây này mình giao lưu là 450k. Anh em hợp nhãn hợp ý cây nào thì lấy nhé. Còn không thì phải đợi thêm 10 ngày nữa. À, đằng nào cũng có cây thôi nha, yên tâm. Rồi tiếp theo là mã 44. Cây này là cây mai quả miền Tây. Nó cũng có nở một cái củ nở này. Đó thì anh em biết rồi. Thấy rồi, đó cái củ nở đó. Mình quay bỏ cái bút anh em dễ. Đấy, mã số 44. Cây này thì có ghép là 2 bo. 3 bo mà chết 1 bo còn 2 bo. Chết 1 bo còn 2 bo. Thì cây này là giao lưu là 300k. Rồi xuống cây. Mã 44. 45. Rồi tiếp theo là cây số 45 nha nha. Cây số 45 này thì cũng là. Để xem mai ở đâu đây. Mai này như mai miền Tây. Bình Định. Giáng Long nhưng mà sao cây này nó giáng long mà nó trồng hơi tắc cười này. Rồi cây giáng long. Ghép là một bo bên này thì chưa phát mấy. Còn bo bên này thì anh em thấy đẻ anh tẻ phang hai bo. Chạy thẳng lên này. Thì bo nó dài khoảng tầm là 25 cm đến 30 cm. Thì cây mã số 45 này mình cũng giao lưu là 300k. Rồi xuống cây. Anh em để ý cái bút là hình dung ra được cái cây nhé. Cái bút chảy cho mình nhé. 46. Rồi tiếp theo là mã số 46. Mã số 46 thì cây này là một cái gốc này là khá già luôn. Phải nói là già. Già nứt, nứt đất luôn nha nha. Cây này thì già rất già. Mã số 46. À, thì cây này nó cũng có đế đấm đầy đủ đây nha. Anh em để ý này. Mình lấp đi thôi nhưng mà đế phình này. Hoành chỗ đây chắc khoảng tầm 14-15 gì đấy nha. Mã số 46. Thì nó cũng có cái đường cong lắc lượn này. Lên đây nó rất là duyên cây này này. Lên đây các nó ốp top lại này nha. Đó, đây anh em quay kỹ cho anh em xem này. Cây này top này, cây này có đế nhá. Đây, còn nó vết đây thì mình cắt này. Và cái cành này nó đứng lệch, nếu mà đứng chỗ đây thì mình để mà nó đứng lệch bên đây là mình cắt này. Mình bố keo này. Mình chưa vệ sinh gì sạch sẽ này bởi vì hàng này sử dụng hàng ấy mà nha. Rồi, mã số 46 này là 450k. Rồi, xuống đây. Rồi tiếp theo là mã số 47 nha nha. Cây này thì có ghép 2 bo. Mấy cái này là chồi rin nha. Cái này chồi rin bứt đây này. Đó. Rin. Cây này thì cũng có cũng mai Bình Định. Củ đế dưới đây khá bự nha. Củ đế dưới đây chắc phải tầm 14-15 anh nha. Đó. Thì và cũng có một cái đường cong khá lắc lượng và khá duyên dáng cây này nha. Đấy. Bộ đế thì mình không bung ra. Còn mai Bình Định thì cây nào cũng có đế hết nha. Họ suy nghĩ là dân Bình Định họ sửa cây giáng long là cây nào cũng vít hết, có đế hết. Rồi, mã số 47 này mình giao lưu là 400k. Rồi, tiếp theo là mã số 48. Cây này là cũng là cây Bình Định. Nhưng mà không biết hiểu họ trồng sao thành hai cây trộm một đây anh em. Hai cây trộm một đây. Thì nó sẽ có hai bộ đế. Lên đây thì nó khít vào cái điểm này anh em. Cái điểm đây này. Nó lại dính liền vào với nhau. Cho nên là cây này là cũng biết cắt kiểu gì để chơi luôn. Đây, cây này mình có ghép là 3 bo đây anh em. Đây anh em về nghiên cứu xem thử là chơi được cái thế gì kỳ quái thì chơi cái này thì không phải là chết nhá, cái này là nó nổi, nó già, nó dính, nó nổi xù nha nha, không có chết chóc gì đây nha. Rồi mã số 48, cây này mình giao lưu là 350k, ghép 3 bo, mỗi bo đi khoảng tầm 10 đến 15 phân.
Rồi, tiếp theo là mã số 49. Cây này là một cây giáng long nha anh em. Giáng long mà cái cây này nó ghép nó đi nó hơi vượt tược. Cây này chắc ở trong mát quá nên nó vượt tược anh em đấy, tược vượt này. Nhỏ nhỏ, cành tăm nhỏ nhỏ này nhưng mà nó vượt kịch 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 này. Và trong video này mình xin thông báo luôn anh em là cái giống này khi ghép vô những cái vết cắt như thế này thì chỉ một năm sau thôi, hoặc hơn một năm, thì cái bo ghép này nó sẽ lớn hơn cái cốt này nhé. Bởi vì cái giống này nó phát triển cái chiều chiều ngang rất là lớn. Rồi, cái này thì cũng có cái đường cong lắc lượn và cũng có bộ đế khá duyên dáng ở dưới nha. Do mình trồng chìm cho nên là mình không khui nha anh em. Bởi vì hàng mới trồng khui sợ chết. Rồi, mã số 49 này cũng giao lưu là 350k. Nói chung là giá hôm nay cũng khá nhẹ nhàng nha. Bởi vì mình mua phôi, có phôi mua tới 200.000 anh em. Mua phôi, mua xô là có phôi lên tới 200.000. Hôm nọ mình mua một lô là 200.000, 190.000 mà tiền xe lên thành 200. Mà tính ra bây giờ bán hơn 300. Mà cộng thêm là phải đóng cái khung nó mất mấy chục không biết đâu. Rồi mã số 50 là 450k. Cây này thì có đường cong 3D rất chi là độc nhé. Ở bộ đế của nó thì cũng rất chi là ổn định nha. Ta mình trồng sâu đây này. Bộ đế đây là cây này là cây giáng long nhé. Anh em cứ biết là giáng long thì hầu như nó có đế hết. Đấy, cây này giáng long. Mã 50 hay là 450k. Cây này ghép 3 bo. Anh em thấy là cành nóng đầy rồi, về cứ việc phang bo ra mà ghép thôi. Rồi, mã số 51 nha anh em. Đây, một con rắn thời đại đây nha anh em. Mã số 51, cây này nhìn nhỏ nhưng mà vỏ đầy mình anh em. Già và đây, còn cái chỗ này thì nó bị mục này. Thì anh em mua về rồi cạp cái này đi rồi tạo thành một bonsai gọi là nghệ thuật gì đó. Nói chung là cái này thì muốn... nếu gặp cao thủ thì họ muốn nhằng cái ra cái cây khá duyên dáng, khá độc rồi. Rồi, cây này thì cũng giao lưu nhẹ nhàng, 200k thôi nha. Rồi xuống cây. Rồi, tiếp theo là cây 52. Cây này cũng là giáng long Bình Định. Đây anh em, giáng long đây. Giáng long này là quả dân Bình Định họ sửa nha. Cây mình ghép cái tay đầu này anh em lấy nha. Dân ở người dưới Bình Định họ sửa. Luôn luôn là có cái cua lắc. Co lắc ở ngay cái điểm đây này là nhìn cái cây nó rất là duyên này, nó duyên mà nhìn cái cây nó có cái đường nét uyển chuyển đó. Cây này thì mình có ghép 3 bo, thì một bo như thế này thì anh em đánh chung như đây, và bo này thì anh em trả ngược đây, và bo này dựng lên là thành cái đọt. Nói chung thì sửa trong vòng 1 năm thì cũng hoàn tất rồi nha. Rồi, mã số 52 mình giao lưu là 450k. Cây này thì cũng có đế và thân thủ cũng rất là lực cây nhé. Rồi, tiếp theo là cây số 53 nha. Cây này cũng là giáng long của Bình Định đây. À, năm nay phôi thì hầu như là phôi giáng long thôi. Đấy, co lắc rất chi là duyên đây. À, bộ đế của Bình Định thì họ sửa cái đế kiểu như là đế nôm ấy. Cho nên là nhìn khá đẹp nha. Đế nôm là đế chụp đây này. Rồi, nói chung là cái bộ đế của Bình Định thì họ sửa cũng khá là duyên dáng. Rồi, mã số 53 này. Thì một cây mai khá duyên. Đây, anh em để ý kỹ nha. Đường co lắc lượn này. Đấy, về sửa bonsai là ok luôn. Cây này là giao lưu 450k. Rồi xuống cây. Rồi tiếp theo là năm cây số 54. Cũng làm phôi mai Bình Định luôn anh em. Đây anh em đẩy kỹ cái phôi nha. Cây này thì có ghép 2 bo. Cây này thì nó hơi nhỏ. Nhỏ cây nha. Cây này thì nó hơi nhỏ đây. Thì cây này thì mình mã số 54 mình giao lưu anh em là 250k. Vừa về lấy bo, vừa về có thể sửa bonsai. Tùy thích cái chậu là cây này, chậu C9 này. Rồi xuống cây. Làm anh em nào nhìn không rõ cái nào thì nhắn tin Zalo rồi mình quay chụp kỹ cho anh em tham khảo nhé. Rồi tiếp theo là mã số 55. Rồi cây đây là một cây giáng long mà mình cũng chấm là cây đây là cây vít này. Mình cũng chấm là cây đây là cây vít này. Có cái bộ đế phình ra và già này. Đây anh em đấy này. Bộ đế nó phình ra mà nó rất là già. Mà có chỉ một cái co rất gần này. Đây anh em đấy cái co rất gần này. À, cây đây là co cực kỳ gần. Đánh một bo đây. Đánh một bo về đây. Hồi một cái đầu lên như đây nữa là gọn gàng, sạch sẽ, xong xuôi. Rồi mã số 55 này là giao lưu là 500k. Đây anh em đấy cái cây này nha. Lên nghiên cứu lấy cây này. Mình nói thiệt có khi là đẹp hơn mấy cây kia rất là nhiều và sửa rất là dễ nha.
Rồi, 500k xuống cây. Rồi, tiếp theo là cây cuối cùng của video nha anh em. Và cũng là hết clip này thì khả năng là mình sẽ nghỉ khoảng tầm là tuần đến 10 ngày nha anh em. Bởi vì thật sự là ghép nó chưa lên, cũng chưa giao lưu được anh em. Tuần 10 ngày sau thì anh em mình đăng lên thì anh em vui lòng tiếp tục ủng hộ mình. Xin cảm ơn rất nhiều. Ở mã số 56 cũng là một phôi mai Bình Định. Gốc đế rất là già. Đây. Đấy, có đế xuống nha chứ không phải không có đâu nha. Có đế xuống nha chứ không phải là mai đâu. Mai Bình Định họ sửa đế này. Đó, cây này thì gọi là lùn lực. Đây, bò ghép đây anh em. Cây này gọi là lùn lực. Thân thủ thì cũng rất là mướt mát này. Đấy, nói chung là nhìn khá lùn lực. Rồi, mã số 56 cũng là mã số cuối cùng của clip là mình giao lưu anh em. Là mã số đây là 400k. Và tất cả các đơn hàng vừa rồi thì mình đều không bao ship. Nếu anh em mà muốn mua mà phụ ship thì phụ mình 50k, còn bao nhiêu thì mình chịu nốt. Mình đóng khung thì nó rất là cứng. Anh em mà mua hàng mình nhiều thì biết là đóng khung cô khung thì rất là bá đạo. Còn nếu như anh em lấy bo thì 25k một bo. Và đương nhiên lấy nhiều thì mình sẽ giảm bớt đi. Nhưng mà thật ra thì mình khuyên anh em nên mua cây giống bởi vì nó rẻ hơn mua bo. Bởi vì 25.000 một bo mà 10 bo thì 200, mà 20 bo thì 400. Anh em vừa rồi chỉ cần lấy một cái cây đó 400 có thể cắt là được 20 mấy bo. Bởi vì gửi bo nó phiền phức lắm. Khi tới anh em ghép mà nó không sống, anh em điện tới điện nuôi mình cũng buồn. Và nhiều khi phải gửi tới gửi lui nó cũng mệt vất vả. Đây là cây mình cắt lấy bo là cái này. Hiện giờ thì chưa có bo để cắt bởi vì tược non đang ra. Cây này thì từ Tết giờ phang 3 đợt rồi anh em. Giống này thì nó khỏe lắm. Anh em nhìn là biết cái giống này nó khỏe không? Đi rào 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 như tên lửa. Mình có hai cây tắt bo, cắt bo nhé. Cây thứ hai đây. Chủ lực hai cái đây đây. Còn mấy cây kia của khách không dám cắt. Cắt thì sợ họ quánh. Rồi cây này anh em nhìn là nó đi ghê không? Và nó là không còn gì để mất đây. Cây đây nữa này. Đó. Đi kinh khủng không? Còn mấy cây thủ đức này không nhôm nhựa gì với nó đâu anh em. Đây. Đi này. Đó. Quay xa cho anh em xem hai cái cây khủng khiếp này. Thấy chưa? Đi rất cái giống này đi rất chi là mạnh khỏe nhá. Mà đây là mình ghép phôi miền Tây nhá, chứ không phải ghép phôi Gia Lai nhá. Nếu mà ghép phôi Gia Lai thì nó còn đi còn kinh điển hơn nữa. Phôi Gia Lai vỏ nó dày đi kinh điển hơn. Rồi, video mình cũng xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn tất cả quý vị anh em đã quan tâm và ủng hộ cho mình trong thời gian qua.